qua thì bạn biết là chúng mình gặp vấn đề về cái main khi mà backplate nó quá dày. Thực ra là sau khi tìm hiểu thì chúng ta không phải do vấn đề là ốc main ngắn, mà vấn đề là do cái cao su này nó để ở đây này, nó bị dày quá lên, nó đè lên vào main. Nên là hôm nay chúng ta phải tháo hết ra là một. Thứ hai, anh ngang là lắp theo cái đường nữa, hướng mới. Hướng mới tại vì anh em mà dùng con POP5 này mà anh em cắt cái đường này nó quá nhiều rồi. Nên bây giờ chúng ta chơi kiểu mới. Thì trước mắt là con gắn vào chai main đi. Ok, tháo cái này ra. Mình sẽ gắn này vào chai main trước. Thưa anh, chưa có ý tưởng gì đúng không? Các con vỏ tây gì cả. Nhưng rất may là thế hệ mới này thưa mà tách cho chúng ta một cái, đó là cái chai main để xoay ngang main ra. Ngày trước để xoay ngang main trên cây này là các bạn phải đục thêm lỗ và cả khoan khá là nhiều. Nhưng bây giờ thì không cần nữa. Rồi, có vẻ khá là chắc chắn. Ủa, con cây này, nó vỏ cây này đã tăng thêm 5 cân nữa nhờ cái mên này. Ôi trời. Rồi, bây giờ thì các bạn thấy nhá, cái con cổng ở đây, chúng ta sẽ phải vặn ngược cái dây này lại, rút ngược lại vào trong này. Đấy, các bạn thấy cái đầu 24 pin mà để ngang thì nó to không? Tí nữa mình sẽ ngồi mình trải lại cái chỗ này một tí. Mình nhìn trong trước mắt thì nó sẽ như này. Rồi, đến cái gì? Đến cạc đúng không? Sau đó sẽ đến cái rồi, cạc. Hai phe này. Rồi. Con cạc này cũng không hề nhẹ. À, trước khi lắp cạc thì phải tháo cái dưới này ra đã. Không thì nó sẽ không tháo được. Úi trời ơi. Cái này có bóng có che gì à? Không che, che này thôi. Bóng loáng anh em ạ. Rồi, chúng ta sẽ có ROG và Out khi mà chim hợp nhau với cả cú. À không, đây chim là cú. Đây là chim, đây là cú, hai con chim. Rồi, tiếp theo làm gì đâu? À, đồ dây dựng cạc. Dựng cạc cái này đơn giản hơn. Như vậy mọi thứ đã gần như là xong xuôi về mặt hình thức ban đầu. Thế mình đi dây một sau luôn. Thì bây giờ đó chúng ta sẽ đi thử nước. Thì ý tưởng của em cho này là như nào? Em nghĩ sẽ là nếu như đã lắp mên ở đây rồi, con bơm ở đây sẽ hơi. Và chúng ta có một cái tanh dài thì chúng ta sẽ kết hợp để một con bơm đằng trước. Trước con tanh luôn đúng không? Trước cái rát luôn. Và trước rát luôn. Tanh này sẽ lắp vào cho cái bơm này nó sẽ dài ra. Đây là con bơm mà thuộc con bơm trị giá 5,6 triệu, tức là tắt hơn một con bơm gia đình rất là nhiều. Và bơm gia đình thì các bạn là made in China, con này made in Slovenia nhỉ? Đây, made in Slovenia EU. Bơm này hàng châu Âu nên là sẽ đắt hơn rất là nhiều. Đắt hơn rất là nhiều, chúng ta phải cần con dao để có thể mở con bơm này ra. Thì các bạn thấy là sự cẩn thận trong việc đóng gói của các hãng cao cấp so với việc mà các bạn mua con bơm nước toàn nước giá rẻ nó như nào. Đây, đây là bơm. Bơm hạn bảo hành bao nhiêu lâu nhỉ? Bơm này thời gian bảo hành là 1 năm. 1 năm 2 tháng. 12 tháng bơm mà mình nghĩ là nhiều anh em dùng một D5 mà thì nó bất tử lắm. Rồi, thế bây giờ như theo Tuấn Anh bảo chúng ta sẽ là gắn trực tiếp bơm lên khu này. Thì dùng qua một cái bộ là bộ gá bơm cũng của EK luôn. Tức là mọi thứ nó sinh ra để dành cho nhau ấy. Như anh em, nhiều anh em mà nếu mà lắp đồ tàu thì sẽ bị kiểu như là thì thằng nó kiểu nó thò thừa cái này nó thiếu cái kia. Rồi, đồ sẽ không chuẩn. Ở đây là tất cả đã làm theo một cái chuẩn rồi. Việc lắp đặt nó cũng không quá phức tạp. Đây là một cái giá để bơm. Giá để bơm, đây bơm nó sẽ để khu này. Đó. Có lẽ là đi nước ở phía dưới thì nhìn đường nước nó sẽ dài hơn. Nếu mà đi từ đi thẳng về trên thì nó sẽ lên ngắn. Đi nước xuống hai cổng ở dưới này đúng không? Thế thì đường nước vào sẽ là ở hai cổng phía dưới đấy, ra và vào đây. Đây các bạn thấy ở đây chúng ta có mấy cái đường nước nhé. Với block CPU với block VGA nó khác, block VGA các bạn cho in cho out thế nào cũng được.
chẳng vấn đề gì. Còn CPU thì là buộc phải có cái đường này, chỉ định đúng là đường vào in thì nước sẽ phải đi vào từ đây. Còn nếu tại vì đi qua đây nó sẽ có một cái lược, cái cổ bên trong để ép nước, để tăng cái áp suất nước đi vào trong CPU. Còn nếu mà các bạn đi nước nhầm vào cổng out này thì nước sẽ bị giảm áp suất khi đi vào CPU, và vì vậy hiệu năng nó sẽ kém hơn so với việc mà các bạn đi đúng đường in và out. Đấy là các bạn rất là cần lưu ý khi mà các bạn lắp nước dành cho những con block CPU. Block card thì thực ra là nó là cái chỗ khá là cân bằng, nên là các bạn cho đi in out đâu quan trọng cho lắm, tại vì nó người ta không đánh dấu, nghĩa là chúng ta không quan trọng. Còn đối với cả block CPU và bơm thì chúng ta phải để ý về cái đây. Có ở vị trí anh nhìn bên này dễ hơn này, đây anh nhìn không, bên này nhìn dễ hơn. Được, em thấy nốt con ốc này, cố định một con ốc được chưa? Một con lông đen trắng đúng không? Đây bên này là được, bên này vào rồi. Thích, bên này vào nữa. Rồi, bây giờ đường nước sẽ để theo hướng này. Đường nước này đúng không? Thế này. Ờ, khoan đã, từ từ em nhìn con này có vẻ là sẽ chạm kính này, cho nên chắc là sẽ phải xoay xoay ngang xem. Có vẻ là chạm kính, phải xoay ngang ra. Rất may các chỗ khác là chúng ta chưa chạm kính rồi. Đây con này là gần sát kính này. Có lẽ là do con đát này rất là dày. Uốn trước bạn 90 độ. Ừ, nhưng mà máy uốn rồi. Thưa các bạn, có thể uốn bằng nhiều thứ. Các bạn có thể uốn bằng súng khò nhiệt là cái hay nhất, là các bạn dùng súng khò nhiệt nó sẽ khá là đều. Còn nếu mà các bạn ở nhà thích tự làm mà ngại mua súng thì các bạn làm bếp ga, các bạn bếp ga này các bạn uốn, hoặc là các bạn bật bếp than thì uốn được, uốn hoàn toàn được, nhưng mà nó sẽ rất dễ gây vấn đề nổ ống. Tại vì nhiệt ấy, súng khò nhiệt ấy thì các bạn sẽ làm được cái phần mà bên trong này nó tỏa nhiệt đều. Còn nếu mà các bạn dùng bếp ga ấy, đa số nó sẽ bị nóng ở khu ở giữa, hoặc là bếp than chẳng hạn, nóng khu ở giữa nó sẽ bị tình trạng nổ ống bên trong. Và nổ ống là một cái các bạn thấy các bạn vứt đi ngay. Tại vì mặc dù lắp vào này không sao nhá, nhưng mà khi các bạn nổ ống thì những cái chỗ mà lỗ khí bên trong ấy nó lại tăng áp suất lên, và vì vậy rất dễ trường hợp xảy ra là gãy ống khi mà chạy nước vào. Khi chạy lâu ấy và áp suất nước mạnh, đặc biệt là các bơm xịn như bơm B5 hoặc là DDC, thì rất có thể xảy ra tình trạng đó chính là gãy thẳng ống ở chỗ là sẽ từ cái chỗ mà có cái phần nổ ống bên trong đấy, phần bọt khí bên trong ấy. Rồi, hôm qua thì mình đi hết dây vào rồi, nhưng mà hôm nay mình sẽ tháo qua đi lại để mình cân đối hết tất cả các đường dây. Thì trước mắt là khu bên CPU và khu bên mainboard thì mình đã đi hết gọn hết vào bên này rồi, mình bỏ hết theo đường vòng cung ở đây. Còn đây là phần khu dây này thì khả năng là mình sẽ để nó là vào bên này, phần phía dưới này. Và sẽ xem một cái móc ở đây, ở đây mình sẽ móc lại đây để cố gắng là, mặc dù là mình muốn là đi nó qua nhà này để nó không chắn vào rát, nhưng mà do vấn đề dây đây là dây audio nó quá ngắn nên là khả năng là mình sẽ không thể nào đi được như vậy. Còn trước mắt là hai cái dây này đấy, phần dây phần panel nó quá ngắn tại vì mình phải buộc ra đằng này, nên là mình sẽ phải đó chính là bó dây và đi đường tắt một tí, đó chính là bắt ngang qua như thế này. Thì đây là bất khả kháng thôi, và mình sẽ phải đi ngang qua rát, và mình sẽ cố gắng tránh cái khu này nhất có thể để cho là rát sẽ không bị phần bí gió. Đây, tạm thời thì mình sẽ bắt đầu mình buộc hết các chỗ vào với nhau cho gọn, nó đỡ bị lồng cồng. Và mình sẽ để dây từng bó này, thì cái bó ví dụ bây giờ vấn đề xảy ra ở với cái phần panel là thì tháo chỉ tháo bó phần panel thôi. Còn đây là những cái dây chính, và còn đây là những cái dây dành cho ổ cứng và nguồn, thì tí nữa mình sẽ ổ cứng và kiểu như là quạt này rồi bơm này, thì tí nữa mình sẽ cắm vào sau và bó lại sau. Cái này mình sẽ như là đây, chúng ta có lỗ nào không, đây có một lỗ ở đây rồi. Tiếp theo là phân loại dây, thì ở đây chúng ta có, đây là dây tổng dây chia tất cả quạt. Đây là bốn cái dây quạt mà mình cần dùng, và mình sẽ chia cho bốn cái quạt, bao gồm hai quạt phía rát phía dưới và hai quạt rát phía trên. Đây là máy khò nhé. Trước khi khò thì đối với máy này là máy của Boss thì sẽ có chỉnh được nhiệt độ, thì thường mình sẽ chỉnh ở nhiệt độ là 280. Nếu mà để độ cao thì anh em khò rất là nhanh và dễ nổ. Nó ống này sẽ rất là dễ giòn, nên là phải để nhiệt độ vừa phải thôi. Sẽ mất thời gian một chút nhưng mà được cái ống sẽ bền hơn. Và ống này thì sẽ phải cho một cái ruột silicon ở bên trong, ruột silicon này chịu nhiệt cho bên trong và hơi nóng lên. Sau khi hơi nóng lên thì nó sẽ dẻo ra và có thể uốn được. Cái tôi lấy 8 cây đâu rồi? Đây nhiều cổng RGB á, 4 cổng cơ. Thế thì thoải mái. Hai cổng ở đây này. Anh bây giờ anh sẽ cắm điện thử để chạy thử xem led anh nối ra ok chưa? Bật thử xem nào. 4 quả đã sáng, bơm chưa sáng. Chắc là bơm đang
chắc dây bơm lọc. Chắc dây bơm lọc. Ok. Chắc lại dây bơm. Ừ đúng rồi. Lọc thật tuột rồi. Xong, để bật lại nhé. Rồi, anh em thấy chưa? Về cơ bản là đã lên, đã khá là ok, đèn sáng hết tất cả, đủ ở tất cả chỗ. Thực sự là con bơm này nhìn đẹp mà. Rất là đẹp. Toàn bộ đang chạy ở LED RGB. Và tí nữa mình sẽ chỉnh hết thành màu vàng. Như vậy là về vấn đề đèn LED các thứ đã xong và quạt đã chạy đúng tất cả theo yêu cầu. Và bây giờ là đi nước là xong thôi. Đã yên tâm vào 50% rồi. Đây chúng ta có một phít cảm ống. Con này là khoảng 100, à mấy trăm nhỉ? Con này là một pack này khoảng gần 1 triệu. 1 triệu pack 6 con, tức là anh em gọi là khoảng tầm gần 200 nghìn cho một con phít này. Gần 200 nghìn một phít. Thì anh em soi phít tàu nhất là về lớp mạ bên trên này thì nó rất là bóng và đẹp. Và ở bên trong anh em có một cái thong cao su. Và anh em trước thì anh em lắp thì có thể quên cái thong cao su này ấy. Thì về nó vấn đề thực ra bắt đầu chạy thì không sao cả, nhưng một thời gian sau ấy, thì nó sẽ bị bung. Tại bên trong này chỉ có bên trong là có một cái nút cao su để giữ ống. Và cái thong cao su này khi mà anh em vặn vào bên trong này thì nó sẽ ép cái thong cao su này lại và nó hút chặt cái ống. Và fit càng xịn thì cái về phần khả năng hút ống của nó là càng tốt. Và thực ra là cái tuổi thọ cao su của nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Ví dụ như là SK dùng cao su là EPDM, tuổi thọ rất là cao. Còn nếu mà anh em chỉ fit tàu hạn dùng cao su lốp xe chẳng hạn thì nó còn là toi hơn, nó nhanh, nó rất là toi, nhanh toi. Đấy là cái khác biệt giữa một con fit xịn và một con fit đều. Thế còn giải thích cái vấn dự cạc được. Nhưng mà dự cạc thì nó sát vào mép rồi luôn này. Anh nghĩ là không nên dựng với con này, tại vì con này mà dựng thì khả năng vận chuyển là khá là đáng sợ đấy. Chúng ta sẽ phải xem lại cái đường nước của con cạc này. Con này thì chắc là đi thẳng đây thôi, tại vì nó vẫn chưa chạm kính đâu. Hay là sẽ lấy kính để thử trước đi, cho nó đảm bảo. Thế thì con P5 này cứ... À, là do mình đệm cái chân kia nó cao lên một chút. Ừ, đúng rồi. Cho nên là nó sẽ bị dư ra, còn không là sẽ vừa luôn. Toi, buộc phải dựng cạc rồi. Do mình đệm cái chân kia nó dày lên một tí mà. Như vậy là điều chỉnh lại vị trí của cạc. Dựng cũng không vừa đúng không? Dựng thì thực ra là dựng thì dựng một khu này, dựng một khu đấy, nhưng mà nhìn nó sẽ chảy hết men đúng nhưng không? Nhưng mà sợ cái chỗ này mà chỗ này chịu lực nó sẽ không chịu lực này. Thì nó sẽ phải thêm một cái khay nữa đây. Không chịu lực thì em nghĩ là ok, nhưng mà vấn đề là nó không lắp được. Lắp thì nghĩ là vẫn sẽ lắp được, tại vì bây giờ lùn cái bên kia là sẽ vừa, nhưng mà nếu mà để lại che hết phần men này. Che khá nhiều đấy. Có con men đẹp thì lại che hết thì nó hơi phí nhỉ. Đúng không? Rồi. Hơi phí. Thôi nghĩ là không nên đâu, để cho thế kia là vẫn tại vì thế thì bây giờ mình sẽ tháo bốn tất cả chân này ra. Ép hết tất cả dây xuống, cắm dây trước đi. Tức là giữ nguyên dây này, giữ nguyên dây này, không đúng rồi, không tháo dây và ép hết xuống. Ép hết xuống. Dây này nó vẫn còn khoảng trống khá nhiều để lấy được. Rồi sau khi hạ con bên xuống thì có vẻ mọi thứ đã khá là ổn thỏa hơn. Vậy sao nên có một cái đo cân bằng. Chỗ này chúng ta dùng fit là được thôi. Mà thực ra dùng fit ý, thì nhiều bạn nghĩ là dùng fit làm nó dễ, thực ra dùng fit là làm khó cả uốn. Tại fit các bạn đo, con này các bạn đo lệch hơn tí lại phải cắt. Còn các bạn uốn thì nó dễ, uốn thì nó đơn giản hơn khá là nhiều. Ok rồi, rồi ok. Đấy, khung hình tạm thời nó sẽ như thế này. Và chúng ta còn một cái ống cuối cùng là ống đây. Mọi thứ có vẻ là khá là gần đến bước cuối cùng rồi. Đó là bước đóng nắp không. Nước ở đây chúng ta dùng là nước màu vàng. Và nhiều bạn cũng hỏi chúng ta dùng nước cất được không? Thì câu trả lời là không. Không nên dùng. Chắc chắn là không nên dùng. Không nên dùng, tại vì rất nhiều bạn nước cứ cất thì đúng là dẫn nhiệt nó sẽ tốt hơn những cái nước như thế này. Nhưng mà nước cất nó sẽ là các bạn chỉ có nước cất bên trong. Tức là các bạn sẽ không thể có các chất như sau này. Ở đây chúng ta có các chất
là chất chống các loại rêu tảo vi khuẩn bên trong ấy. Tại vì trong ngoài nước này khá là ấm, nhiệt độ khoảng tầm 35 độ C, 40 độ C thì nhiệt độ đấy là vi khuẩn phát triển rất là nhanh. Nếu mà các bạn để chỗ nào mà có trời nắng hẳn ấy, chứ tầm 1-2 tháng sau nó bay lon ton trong này. Thế cái tảo bên trong, nên là những cái chất nước này nó sẽ có chất nó ức chế tảo và vi khuẩn ở bên trong phát triển. Phần thứ hai là có màu nữa. Em không thích màu thì mua mấy cái màu trong suốt là được. Đúng rồi. Còn như anh chủ máy anh thích màu vàng, chúng ta có nước màu vàng, chúng ta có dây màu vàng, tí nữa sẽ là led màu vàng. Thẳng ở đấy. Thẳng luôn. Ừ, thẳng luôn. Rồi, bây giờ đi xúc ống nhỉ. Rồi, bây giờ sẽ xúc ống và... Xúc ống và test giò. Chúng mình không test giò bằng nước, nó rất là nguy hiểm. Chứ mình có công cụ để test giò. Ok. Trong lúc chúng anh lắp ống vào thì mình phải sơ qua, đây là cái test lick, test giò nước. Ở đây chúng ta có test bằng nước, có test bằng không khí. Thì cấu tạo nó rất đơn giản với mức giá là 1 triệu 8 nhỉ. Không. Công nghệ cao, được là vận hành bằng cơm. Đấy, các bạn bơm khí vào hệ thống. Nếu mà cái vạch này nó không di chuyển xuống thì các bạn bơm khí, nghĩa là hệ thống chạy ổn định, không bị giò. Test bằng cơm rất là hiệu quả và ổn định. Thì nó sẽ thử cho các bạn biết ngay là các bạn sẽ test như thế nào. Và đây, bơm xong chúng ta khóa lại fan, tức là chúng ta ngồi đợi khoảng tầm 15-20 phút ra uống nước để làm cái gì đấy, nhưng mà áp suất không tụt, có nghĩa là nó ok. Đấy. Và mình sẽ biểu diễn test giò cho các bạn. Chỉ làm mẫu một lần thôi. Không cần lần thứ hai. Đây là thuốc làm xong. Cố lên, hết bát cơm rồi đấy. Đây, đến mức này là giữa ok đi. Rồi. Nữa đi, nó an toàn của chúng ta chuyển xa rồi. Giữa đi, đỡ được xanh đi. Đây. Đây rồi, đây là mức số... Rồi khóa lại. Vì chúng ta bây giờ ra là 14:30. 14:30 thì 2:30 chiều đấy. Thì 3 giờ chúng ta quay trở lại nhỉ? Đúng rồi, sẽ để khoảng nửa tiếng. Nửa tiếng. Tiếng đi cho chắc. 3 giờ chúng ta quay trở lại. Còn bây giờ chúng ta thì đợi thôi. Many months later. Bây giờ đang là 3:08. Thì chúng ta đã qua là 40 phút rồi. Còn bây giờ cái phần đồng hồ này đang vẫn là đứng yên tại chỗ, tức là mọi thứ đang rất là ổn thỏa và chạy không giò. Nên là bây giờ nó chuyển sang mục chân nước thật. Rồi, chúng ta dùng có lẽ dùng hết là hai chai, tại vì đây một cái đát rất là dày, đát XE, độ dày nó to nên là có thể hai chai nước. Nước chúng ta dùng đây là nước dòng solid, tức là dòng nước đặc, tức là nhìn nó sẽ kiểu nó không trong suốt ấy, nhìn nó màu như này này, cái kiểu như thế. Để châm vào các bạn sẽ thấy. Trước khi cái này thì xảy ra khá nhiều trường hợp đáng tiếc là lắp xong rồi giò mình đã bị khá là nhiều, nên từ ngày có cái này thì chúng ta nói không về vấn đề bị giò sau khi lắp. Rồi bây giờ sẽ châm nước vào. Giây phút của thích nhất khi mà lắp máy là châm nước. Giống như sinh tố chuối. Đây màu sinh tố chuối. Mà này có UV nhỉ? Không UV không? Không UV. Màu vàng này không đậm bằng màu con dây. Như màu vàng sẽ giống hơn với màu vàng của thẻ led trên bên. Con vàng trên dây thì hơi đậm quá. Rồi, chúng ta đã có nửa lít đầu tiên. Và... bấm. Rồi, mình sẽ dừng ở đây để chống bọt. Tại vì bây giờ nếu mà chạy tiếp ấy, nó bị hút từ dưới và sẽ bọt thêm khá là nhiều. Nước đã đi vào block, thấy khu vực vàng đây ở phía đi vào đã đi qua block cạn rồi. Rồi. Mà vẫn chưa thấy nước chảy ra. Chưa thấy nước chảy về. Như vậy chúng ta còn một chai nữa ở đây. Đây. Rồi, còn nước về đấy. Như vậy chúng ta còn khoảng tầm mà nửa lít nữa. Trước khi vận chuyển ở trong mình nó sẽ thắng hết cả nước ra. Đây là phải chạy test trước. A few moments later. Và vừa rồi chúng mình đã châm xong, chúng ta sẽ khoảng một lít rưỡi nước, tầm gần một lít rưỡi nước. Và đây bây giờ vẫn còn bọt ở trong, tại vì một ít nãy châm chống bọt vẫn còn, nên là sẽ để khoảng tầm ngày nữa.
thì trong một ngày nữa sẽ ổn thỏa và bọt hết, thì chúng ta sẽ bắt đầu là thử nghiệm cái hệ thống này đầu tiên sẽ tối ưu hóa được cả phần cứng, ép xung có thể hoạt nó đầy đủ xứng đáng với cái bộ máy này, rồi sau đó chúng ta sẽ thử nghiệm tất cả những cái game hiện tại trên con màn hình Samsung Odyssey G949 inch. Còn bây giờ thì chào anh em nhé, bây giờ hẹn gặp lại anh em ở tập sau và chúng mình sẽ test tất cả game và tối ưu hóa hệ thống 260 triệu này.